Vâng, xin chào các bác. Em Phong 62 đây. Thì hôm nay thì em cũng sẽ đi mua một chiếc máy ảnh. Thực tế thì em cũng đang xem được tầm khoảng 5 đến 7 phút rồi. Nhưng mà cũng nhiều mẫu mã quá, cũng không biết chọn. Thì ở bên này thì nó còn có những cái dòng sản phẩm cổ. Đấy, là chạy bằng phim hồi xưa. Như cả là đây là hai chiếc Minota. Hai chiếc Minota này thì có giá tầm khoảng, chiếc này tầm khoảng 500.000, chiếc này tầm khoảng 600.000. Đấy. Còn ở trên là những cái máy ảnh mà chụp là ra ảnh luôn, và những cái máy ảnh mini cầm tay rơi vào là từ tầm khoảng là 400.000 đến 500.000. Đấy. Đây là những cái máy ảnh cũ và những ống zoom. Thì ở bên này cũng thế, là những cái máy ảnh cầm tay rất là tinh tế, gọn nhẹ. Đấy. Và có cả máy quay, camera. Nhưng mà đây cũng không phải là những cái dòng sản phẩm mà hôm nay em muốn tìm. Em muốn tìm một em máy Canon hoặc là Sony. Thì đây là em Canon EOS X7i, tức là 700D. Em này thì có giá là tầm khoảng 5 triệu tiền Việt Nam. Và tất cả các loại Canon thôi. Có hai em Canon ở trong là Kit Digital, sản xuất năm 2006, là có giá tầm khoảng 1,7 triệu. Bên cạnh là EOS Digital N, sản xuất 2015, là có giá tầm khoảng hơn 1 triệu. Thì các mẫu sản phẩm này á, đặc biệt thì ở đây là có em Canon Kit X10, sản xuất năm 2019 đây các bác, màu bạc, là có giá là tầm khoảng 13 triệu tiền Việt Nam. Đấy. Đây là EOS 5D Mark II, sản xuất năm 2008, có giá là tầm khoảng 8 triệu tiền Việt Nam. Em EcoKit X7 này thì là sản xuất năm 2013, là có giá là tầm khoảng 7 triệu tiền Việt Nam. Thì ở dưới này là có những sản phẩm là Olympus, là có giá tầm khoảng 2 triệu. Olympus cổ, Olympus Pen AP2, có giá tầm khoảng 2 triệu rưỡi tiền Việt Nam. Và những cái máy ảnh nhỏ, đèn flash, ống zoom ở dưới. Đây là ống zoom của em Sony. Ống zoom này thì là đây, chi tiết đấy, có giá là tầm khoảng là 1,3 triệu. Rất nhiều loại ống zoom đây. Có những ống 6-7 triệu. Và có những cái này chỉ có vài trăm nghìn. Tại vì là đây là hàng cũ các bác ạ. Có một em Sony A7. Đấy, rất đẹp em Sony A7 này. Là có giá tầm khoảng 35 triệu tiền Việt Nam. Sản xuất năm 2018, vẫn giữ giá là. Thì em cũng đã chọn được hai em. Thì ngoài ra ở đây là cũng rất là nhiều đàn guitar. Nhưng mà đàn guitar em sẽ chọn sau. Thì em sẽ ra, em sẽ chọn được hai em này. Thì một em Lumix và một em Sony. Sony A350. Thì là Sony A350 này là có giá là tầm khoảng là 2 triệu rưỡi tiền Việt Nam, cả ống kính zoom. Và em Lumix này, Lumix G2 này,
Đây ạ. Lumi G2 này là nếu mà mua thì sẽ được hai ống zoom, là có giá là tầm khoảng là sản xuất Lumi DMC G2 đây. Đấy. Full hộp luôn. Đấy. Hai ống zoom sạc hết đầy đủ. Thì em sẽ lấy em Lumi này. Xin mời xem. これ買います。はい。はい。で。はい。これで。はい。はい、こちら。はい、こちら全部。はい。これ。あ、これ。別、別、ズーム。あれ、これ。二つあります。はい。あ、ここ。ああ、はい、thì em sẽ lấy em Lumi này. Vâng, em xin chào các bác, chúc các bác sức khỏe, gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống và hẹn gặp lại các bác. Lên giờ hết します. À, hay, 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 hay